Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thời tiết tại miền Trung sẽ có sự phân hóa giữa hai phần phía Bắc cũng như là phía Nam. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Đà Nẵng thì có kiểu thời tiết khá khô nóng. Trong ngày trời nắng gắt, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực trong khoảng 35 cho tới 37 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu và Hương Khê do ảnh hưởng nhiều hơn bởi hiệu ứng gió phơn, nhiệt độ còn có thể vượt ngưỡng 38 độ. Đợt nắng nóng lần này được nhận định là không gay gắt bằng đợt nắng nóng trước nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Do đó, từ ngày 22 tháng 6, khi khu vực này ảnh hưởng của đới gió đông ẩm trên cao, thì tình hình nắng nóng nhiều khả năng sẽ có thể dịu đi. Riêng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, thời tiết lại chịu chi phối bởi hình thế gây mưa ở phía Nam, nên với khu vực từ Phú Yên cho tới Bình Thuận sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Với các tỉnh Nam miền Trung thì đây là đợt mưa diện rộng đầu tiên trong năm nay. Những cơn mưa với lượng khá sẽ làm giảm tình trạng khô hạn nên được ví như những cơn mưa vàng. Do có mưa nên thời tiết tại đây khá dễ chịu với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 cho tới 33 độ. Thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam cũng có nhiều điểm đáng chú ý trong ngày hôm nay. Khu vực này không những chịu tác động của gió Tây Nam tầm thấp mà còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên những khối mây dông mạnh tiếp tục di chuyển vào đất liền, gây ra những cơn mưa trên diện rộng tại Nam Bộ với lượng mưa được dự báo là từ 20 cho tới 40mm. Với khu vực ven biển phía đông, các tỉnh như là Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau cũng như là phần ven biển phía Tây như Kiên Giang sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và dông mạnh, lượng mưa có thể lên trên 50mm. Tình trạng nhiều mây gần như kéo dài cả ngày, mưa sẽ ngày càng tăng hơn cả về diện và lượng. Người dân khu vực này cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt tại các tỉnh ven biển cũng như khả năng ngập úng ở những nơi trũng thấp ở khu vực nội đô. Tại Tây Nguyên, mưa cũng xảy ra rải rác nhưng lượng mưa là không nhiều, phổ biến dưới 10mm. Nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Vậy là thời tiết trong ngày làm việc đầu tuần tại các tỉnh ở phía Nam được dự báo sẽ không mấy thuận lợi. Quý vị và các bạn khi ra ngoài nhớ mang theo những vật dụng che mưa để đối phó với những cơn mưa có thể xảy ra bất chợt. Trở ra với thời tiết các tỉnh phía Bắc, sáng sớm nay mưa rào và dông có khả năng còn xảy ra ở vài nơi. Riêng với khu vực vùng núi phía Bắc sẽ còn có mưa rải rác. Còn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ thì vào ban ngày trời vẫn có nắng nhiều. Nhiệt độ ban trưa toàn khu vực phổ biến trong khoảng 33 cho tới 36 độ. Cường độ nắng là khá mạnh vào thời điểm từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Đến đêm nay khi khối không khí biển lấn vào đất liền sẽ gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ. Thời điểm mưa sẽ chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm, ban ngày thì trời vẫn có nắng đan xen. Cường độ nắng cũng giảm nhẹ hơn so với những ngày trước với nhiệt độ cao nhất sẽ giảm nhẹ từ 1 cho tới 2 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong những ngày tới, khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn duy trì gió có cường độ mạnh. Lưu ý với khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển của quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, mưa làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km. Cần lưu ý có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết sáng nay sẽ khép lại với thông tin nhiệt độ chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.